Huy Hà là một đôi vợ chồng trẻ. Do công việc rất bận nên cô mướn về một bà giúp việc. Từ hồi bà ta về làm, nhà cửa cũng gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều. Thi thoảng hai vợ chồng lại thấy bà ta rất kỳ lạ, nói chuyện một mình, nửa đêm ra cầu thang chải tóc. Hôm ấy Huy đang ngủ, bỗng nghe thấy tiếng hét của vợ, liền chạy xuống nhà và hỏi. Bà giúp việc nói Hà đã ra ngoài từ rất sớm. Bà ta nở một nụ cười nham hiểm, tay còn dính vệt máu. Điện thoại của Hà tắt máy khiến Huy bắt đầu nghi ngờ bà ta. Chiều hôm đó, con trai bà đến chơi. Tối sợ đi nấu, sáng đi. Đúng như suy đoán, người vợ đã gặp chuyện không hay. Bà ta chính là hung thủ. Nhân lúc bà đang phơi quần áo, Huy quyết định ra tay trước. Bác sĩ, đó là toàn bộ sự việc. Thật ra anh không có vợ. Tất cả đều do anh tưởng tượng ra. Kia là cậu chủ. Có là chú. Đến giờ uống thuốc rồi. Không, không.